Bộ lịch sách Tử Vi Tam Tông Miếu Nhật Thanh thì rất là nhiều người sử dụng, nhưng mà có lẽ cũng khá là khó hiểu đối với lại những người chưa biết tới, đặc biệt là đối với những người trẻ. Nhân đây ông có thể nói về cái nội dung của cái bộ lịch đó, được biết là gồm có một cuốn sách và một cuốn lịch. Nội dung cụ thể nó như thế nào thưa ông? Nội dung của cuốn Và lịch người ta đó, sử dụng nó như thế nào? nội dung cuốn lịch đó, nếu mình nói gì lịch xé tức là gỡ 365 ngày, mà Tam Tông Miếu mình đó là làm tới 400 ngày, nghĩa là lịch Tây thì hết nhưng mà lịch ta vẫn còn. Người ta sử dụng ví dụ năm Thân trọn một tuổi Thân, năm Dậu trọn một tuổi Dậu, mà lịch gỡ thì nói là gồm có ngày Tây, ngày ta, các thứ, các ngày lễ và các ngày mà nên làm cái gì tốt, nên làm cái gì không tốt, giờ nào tốt, giờ nào không. Đó là lịch gỡ. Một lịch tử vi để coi cho từng tuổi, xem mà tử vi, xem tính tình, xem đời người, xem sự rủi may, rồi khuyên người ta phải làm cái gì và không nên làm cái gì, và tiền bạc, sự nghiệp, tình duyên tới đâu, thì trong cái lịch sách tử vi mình trả lời không có thiếu một cái gì hết, và rất rõ ràng, rất xác đáng, chính xác. Mà tôi là cái người mà gì là cái người mà trẻ có học cấp tiến, nên tôi thường dùng những cái lời thơ hay tôi dùng những người ca dao tục ngữ để tôi ví von, làm cho cuốn lịch nó mềm dịu đi chứ không có cứng ngắc. Bây giờ nói về kinh dịch rồi nói về về thái cực, rồi sinh ra lưỡng cực, lưỡng cực sinh ra tứ tượng sinh bát quái sinh ra lung tung, người ta càng nói người ta càng không hiểu luôn. Thành ra khi mình người ta mình phải biết là người ta muốn đọc cuốn sách này, người ta muốn gì, người ta chỉ muốn năm nay tôi có tiền hay không, năm nay tôi có công việc làm ăn hay không, công việc tốt hay không, rồi tôi có gặp tình yêu hay không, người ta chỉ biết vậy thôi. Thì mình phải nói rõ tách bạch ra, còn không có thì giận mình mới nói nên không có, nhưng mà không có nghĩa là không chết, không yêu không có nghĩa là phải chết, không có tiền không có nghĩa là chết, bởi vì cũng phải biết rằng tất cả cõi đời này không phải cái tiền là mua được tất cả, có những thứ là tiền không mua được. Nghiên cứu mấy chục năm về tử vi như vậy, chắc chắn là nó có rất nhiều những cái khía cạnh để mà có thể nói. Tuy nhiên, ông có thể nói một cách tổng quát về tử vi mà nhiều người cho rằng đây là một môn khoa học huyền bí, thưa ông? Không có huyền bí chi hết, tại vì con người ta sống bởi chịu bởi những cái tác động, tôi nói hai khí thôi, là khí nóng khí lạnh, để mà cấu tạo nên tánh tình, đời sống và phong tục tập quán, hai khí đó đầu tiên. Rồi tức là thái dương, tử vi nó cấu tạo, tử vi tây phương tức là có những cung hoàng đạo là nói về tử vi tây phương, và đông phương thì người ta cấu tạo bởi mặt trăng. Mặt trăng là thái dương, là một cái tinh cầu lửa, trong tất cả cái hệ thái dương thì thái dương á, là nó ban đến người ta sự nóng, còn thái âm á, nó không có ánh sáng, nó khúc xạ, nó lấy bởi ánh sáng của mặt trời nó chiếu, nó có sự huyền diệu. Thành ra tử vi đông phương đã đi theo cái ngành đi đi theo cái quy luật của sao thái âm tức là mặt trăng để mà đoán cái vận mệnh con người, hai cái đó hỗ tương với nhau để góp thành cuốn sách tử vi Nhật Thanh. Ở đây chúng ta thấy có thể so sánh cuốn năm 1968, 1970. 1970 một cuốn sách nhỏ như thế này, và bây giờ giờ đây năm 2017 một cuốn sách dày và lớn như thế này, với kỹ thuật in ấn có thể nói là hoàn toàn khác biệt sau mấy chục năm. Với một cuốn sách to như thế này và rất nhiều nội dung như vậy, và được biết ông là người duy nhất biên soạn hàng năm, cái quá trình biên soạn hàng năm nó như thế nào thưa ông? Cái cuốn sách thì chắc chắn là phải in ra phải trước cái dịp cuối năm, khoảng tháng 7, tháng 8 gì đó. Như vậy thì cái quá trình biên soạn của mỗi năm nội dung mới như vậy đó được bắt đầu từ bao giờ và biên soạn như thế nào? Cuốn lịch đó mà nó dày hơn ngày xưa gấp 10 lần và nó chi tiết nó nhiều, bởi vì đời sống người ta càng ngày càng tiến bộ, cuộc sống người ta thay đổi, bởi vì cái đời sống này nó phức tạp và nó nhiều hơn là các câu các chữ. Thành ra cuốn sách đã trở nên sâu dày dày như thế này, đó là cái nguyên nhân của cuốn sách, mà mình phải nói rõ ràng chi tiết ra cho mọi người đọc, mà mỗi năm mỗi khác, mà được bắt đầu viết từ ngay bây giờ, từ bắt đầu được viết từ sau khi mà bán lịch được tháng 12 tháng 1, tôi có thời gian rảnh là một tháng để tôi đi nghêu ngao đi du lịch để nghiên cứu suy nghĩ, và bắt đầu phải viết từ bây giờ, viết dần 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 tới tháng 6 là chấm dứt,
nghĩa là 6 tháng để mà viết cuốn này, rồi sau đó là in ấn tới tháng 7 hoặc là tháng 8 là phải được phát hành liền. Thành ra cái công cuộc một năm nó rất là bận rộn, rất là cực dọc. Mỗi năm mỗi cuốn sách về như vậy, hoàn toàn với cái thông tin hoàn toàn mới. Với thông tin mới hoàn toàn, có những cái mới là ví dụ như là tuổi Bính Ngọ là Bính Ngọ mãi mãi cả đời, tuổi Giáp Tý, nhưng mà cái trong đó nó còn đời sống nó phong phú, nó còn nhiều chi tiết lắm, nên mình phải viết rõ ràng ra và cho người ta những cái thông tin chính xác cũng như là khuyên người ta phải làm gì. Đặc biệt trong đây có những cái quẻ kinh dịch, ngày lúc nhỏ bé thơ lắm tôi ước muốn là tôi sẽ đoán tử vi người ta bằng thơ. Tại vì đọc mấy cái thơ, sao tôi suy nghĩ tôi nói thôi người trẻ thì làm thơ trẻ, người già thì làm thơ già, cái trình độ nào thì làm cái trình độ đó. Giờ tôi ước muốn là dùng quẻ dịch cho trong từng tuổi để người ta theo đó người ta làm điều hay, điều tốt. Thành ra mỗi năm tôi cố gắng tôi viết kinh dịch rồi lòng thơ văn tục ngữ, thành ra cuốn tử vi nó mới có trình độ phong phú, nó mới mềm mại như ngày hôm nay. Và kỹ thuật ấn đoán nó cũng khá phức tạp. Nếu mình in chữ nhỏ quá mà tôi viết nhiều quá thì chữ nhỏ quá nó dày, người ta không có mua bán được, gửi đi xa cũng tốn tiền, mà gửi đi khắp thế giới thì là điều kẹt, mà viết ít thì không được, chữ nhỏ rồi cũng không được. Mà phải bây giờ đời này mình lựa cái chữ sắc cạnh trên cái trang giấy mà người ta nhìn vô cái chữ nó dính vào mắt người ta liền, chứ không có còn như cái chữ mà người ta vừa mờ vừa đoán thì có nhiều dí dị mà 60-70 tuổi đọc thì cũng không có đọc ra được. Thành ra cái kỹ thuật in và cái thuật ấn loát nó phải tiến bộ theo thời gian, rồi cái nội dung nó phải tiến bộ thời gian. Bởi vì tôi nói tôi là người cực khổ, mà cực khổ về đầu óc nhiều nhất. Là một người chuyên về ngành tử vi như vậy á, chắc chắn là ông có nghiên cứu về những nhà tử vi khác, kể cả nước khác, kể cả Việt Nam rất là nhiều. Ông có thể cho biết cái ý kiến cá nhân, theo ông thì là những nhà tử vi nào của Việt Nam ông cho rằng là đáng kính nể đối với lại cái cách nhìn của ông, thưa ông? Tôi thấy rằng mỗi người có một cách, nhưng mà họ cũng đơn sơ đơn giản thôi, chứ họ không có đi tới cái trình độ mà phức tạp như tôi. Còn hỏi một nhà chiêm tinh nào mà ở Việt Nam tôi kính nể thì trong quá khứ, trong lịch sử chẳng hạn. Trong lịch sử thì có cụ Trạng Trình, thì đó ông nói cho vua Triều Nguyễn một câu là vua Lê là hoành sơn nhất đái vạn đại dung thân, thì là bảo là phải tiến vào trong Nam đi thì mới có cuộc khai khẩn đất nước đi chạy dài, hoành sơn nhất đái vạn đại dung thân. Ngày xưa là mình tới đâu nước mình rộng đó, rộng là tới quảng Tây lẫn kia, Quảng Đông là của mình hết. Nhưng mà Tàu cứ đánh chiếm nước mình, thì lúc đó cái ngài mới gặp ông Trạng Trình Nguyễn Bính Khiêm, thì ông Bính Khiêm ông dạy ngài, ông nói thôi tôi chỉ ông chỉ viết mấy chữ và ông cho ông đọc cho ngài, hoành sơn nhất đái vạn đại dung thân, thì tôi nghĩ ông đó là người đáng kính nể nhất. Và sau đó có ông Lê Quý Đôn là cái người mà có cái tinh thần khoa học và cũng có góp một chút văn hóa, một chút khoa học, một chút văn hóa vô trong cái ngành này, nhưng mà không có tới mức và thâm sâu như dữ vậy đâu. Ngay chính ông Khổng Tử mà trước khi ông mất đó, ông vẫn lời cuối cùng chết của ông đó, ông nói chứ nếu mà ta sống 10 năm nữa, cho ta sống 10 năm nữa thì ta sẽ biết nhiều về kinh dịch lắm. Mà cái đất nước mình như vậy thì cũng khó lắm. Còn mấy ông mà coi bói lấy tiền người ta, hay coi tử vi lấy tiền người ta, thì tôi cũng không có phục gì mấy, tôi không có thích, tôi cũng không giao tiếp nữa, thì tôi cho đó là gì đó. Mà tôi là cái người mà không có bao giờ xem quẻ mà lấy tiền ai. Tôi từ nhỏ tới lớn, đặc biệt tôi không có bao giờ mà xem quẻ nó là một quẻ bao nhiêu tiền gì, tôi không bao giờ tôi muốn. Với lại mình đã từng gặp những cái người vua tổng thống rồi đi lưu lạc bên Âu Châu, tôi cũng xem cho các vị tổng thống bên Âu Châu, các vị quan lớn, các người giàu có, tôi cũng chả có ra quẻ lấy tiền ai hết. Tôi chỉ ngày tôi lo viết sách thôi, họ gặp tôi rồi họ muốn làm gì họ làm, họ muốn gửi này nọ, tôi cũng không có để ý nữa. Ngay bây giờ tôi gặp, tôi có trong những người bạn thân tôi là những người tỷ phú nước Mỹ, họ thương tôi lắm, bởi vì tôi là cái người mà tôi không có cái gì lấy tiền để bạc gì của ai hết. Sở dĩ mà người ta tin tôi là bởi vì có lẽ tôi in lịch tôi đủ sống rồi, thành ra tôi có người độc lập về tài chính nên tôi không cần tiền của ai.
Tôi không lấy tiền của ai, tôi không lấy tiền quẻ ai, tôi không lấy tiền bói ai hết. Trước kia ngoài Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, ông có dịp xem tử vi cho những vị nào ở trong cái chính quyền Việt Nam Cộng Hòa trước kia thưa ông? Tôi là trong cái tranh chấp chính trị, trong cái tranh chấp chính trị, thành ra mà chùa Tam Tông Miếu rất là sợ cho số mạng của tôi, là bởi vì họ nói phải, tôi quen lắm, tôi hầu hết biết là ông Nguyễn Cao Kỳ, rồi biết hết có toàn bộ một số phần đông của số tướng lãnh mà nguy hiểm cho đất nước đó, là như mấy các tướng dùng và các tư lệnh không quân, hải quân, bởi vì hải quân, căn cứ hải quân gần Dinh Độc Lập lắm, có gì thì hải quân đi vô giải quyết cái một hay là chở tổng thống đó đi, còn không quân thì đi thả bom. Thì mình cái kinh nghiệm là tổng thống Diệm mà bị mấy cái bom đó, lần thì chết một đứa con ở trong, chết đứa con gái trong Dinh Độc Lập, lần nào thả bom cũng sợ lắm. Thành là các tổng thống đó ưa, không những tôi chọn các cái vị tư lệnh mà tổng thống cũng khuyên tôi là nên gặp cái tư lệnh để mà kèm biết sao sao, để mà cũng sợ đảo chánh, cũng sợ này nọ nọ kia lắm. Nhưng mà tại vì tôi đi lệnh, tôi đi tới đó thì mấy tư lệnh đều thương tôi hết, không phải là tôi gần tổng thống gì đâu, tôi nói gì đâu, nhưng mà tôi đâu thấy khuyết điểm gì các ông đó đâu. Và cái tư thế tôi cũng được mấy ông thương, mà mấy ông thương tôi là thương ngay thật thà, tôi cũng chả cái nguy hiểm gì. Thì nó cái gì tổng thống hiền hỏi thì tôi nói chứ được mà tổng thống, trung tướng Binh thì được quá, rồi Lý Tòng Bá thì được lắm á, ông trung tướng Cang được lắm, tổng thống không có gì hết. Rồi có đôi lần á, khi ông Cao Danh Viên thì được đổi đi, cái tôi nói ế, không có đổi đi được nữa, không có đổi đi, bởi vì vợ ổng thân với lại ông tướng Westmoreland lắm, tổng thống không có đổi dời được. Nói với có khi thủ tướng cũng, ông có nói có khi thủ tướng cũng than phiền về ông Cao Văn Viên. Tôi nói thôi thì thủ tướng than phiền, tổng thống giữ ông lại đi, là bởi vì ông còn có cái thế của quân sự của nước Mỹ nữa, cũng không có dời đổi được. Cái có thể hàn gắn được với Cao Văn Viên và Trần Thiện Khiêm thì tổng thống không có nên thay đổi. Thì nội bộ cũng đấu nhau, thì ông cũng nói tôi, mà tôi thì cũng thơ ngay, tôi không có đi sâu vô chính trường nhiều. Thì Tam Tông Miếu mới đẩy tôi tới thân cận với ông Trần Quốc Bửu. Đến đó ông Trần Quốc Bửu nhận tôi làm con nuôi. Lúc đó ông Bửu là chủ tịch lao động Việt Nam, phó chủ tịch hội lao động thế giới, và chủ tịch luôn là lao động Á Châu. Thì ông Bửu ông có đem tôi qua, lúc đó là gặp Lý Quang Diệu vào năm 1970, lúc đó 72. Thì lúc đó ông Trần Quang Diệu, đất nước Singapore cũng còn nghèo lắm, thì như ông Bửu nói thôi bây giờ Nhật Thanh làm lá số cho ông Lý Quang Diệu, cái ngày nào ông tiếp khách chúng khách. Ông Lý Quang Diệu rất là giỏi, ông nhờ tôi làm cái lịch mà để cho ông gặp tổng thống Mỹ, ông gặp tổng thống các nơi để mà làm kinh tế, để mà tạo nên cái sư tử, cái hải đảo sư tử Singapore như ngày hôm nay. Ngoài những vị như ông vừa nói, khi ông sang ra nước ngoài, ông đã có dịp xem tử vi cho những vị nào mà ông cho rằng là rất ấn tượng thưa ông? Ấn tượng thì tại vì tôi xem quá là nhiều người, từ các tổng thống Pháp cho tới ông Chirac, rồi tới người nào tôi cũng coi ai giống ai, và tôi không có để ý họ làm cái gì nha. Kể cả tôi gặp các tỷ phú trên nước Mỹ này, tỷ phú thì họ giàu tới mức họ không tin tôi, họ không tin. Cái thì tôi mới hỏi một tỷ phú khác, cái ông rất là nổi tiếng, có thể nói là thẳng với ông Bill Gates á, ông cười, ông nói chứ triệu phú không có tin tử vi, không có tin số mạng, nhưng mà tỷ phú tin. Tôi hỏi vì sao, ông nói bởi vì tôi cũng làm việc giống như mọi người, nhưng mà tôi được, tại sao người ta không được? Người ta có khi làm việc nhiều hơn tôi nữa kìa, nhưng mà là tôi là được mà người ta không được. Thì tôi nghĩ đó là cái destiny cho is people. Ông nói tôi như vậy. Cái đó là câu chuyện của ông trực tiếp với ông tỷ phú Bill Gates. Thì cũng là trực tiếp thôi, tại cũng gặp nhau thôi, nhưng mà tôi thường né tránh. Tôi rất là né tránh, tôi không bao giờ tôi muốn gặp những người giàu có. Đối với tôi là vấn đề. Ông có thể nói rõ một chút xíu
trong thì cái cơ duyên thế nào đã gặp nhau với ông Bill Gates. Dễ lắm, ông Bill Gates thì các cái vị tới mà Crustacean á, Crustacean là một cái tiệm ăn nằm trong cái như Enki ở Sunset Plaza. Đó là một cái dây, đó là một cái chuỗi nhà hàng của năm cái nhà hàng của gia đình họ Ed. Và họ mới vừa ra cuốn sách của nước Mỹ là Ăn To Eat. Họ ra, họ có năm cái nhà hàng, mà năm cái nhà hàng đó toàn là tiếp các tỷ phú và các movie star, các đạo diễn, các công chúa vua. Thì tôi trong đó thì cái bữa ăn thì tôi thì ngày nào mà có những cái gì đặc biệt thì ông bà kêu thôi lên tiếp, là bởi vì cái người mà nói về đề tài Đông Phương, về kinh dịch, về này nọ nó kia everything thì chỉ có tôi thôi. Chứ bữa ăn người ta cũng như tôi, mà tôi tới thì tôi cũng không ăn gì nhiều, nhưng mà cái ổng bà giới thiệu là đây là tôi giới thiệu với vị, rồi đây là nhà tử vi của nước Việt Nam, rồi ổng bảo hỏi chứ tuổi này tuổi nọ tuổi kia thì tôi trả lời, rồi người ta hỏi gì tôi trả lời nấy. Thì bản đi năm ba năm thì họ cũng nói tôi, ôi mấy người đã nhắc thầy hoài, bây giờ thầy tới nữa hay không? Tôi nói tôi không, nhưng mình ta kích quá thì mình phải đi, mình phải đi, đi gặp mà tôi cũng, tại vì mình nghĩ mình đâu có lấy tiền ai, thành ra cái lời nói tôi rất là vô tư. Và cái dịp đó là ông đã gặp và ông rất là nhiều người, yeah. rất nhiều người mà mình không có muốn nói tên. Ông bởi Bill Gates đã hỏi ông điều gì một cách cụ thể, ông còn nhớ không? Ông nói, tôi hỏi ông là tại sao ông tin tôi, ông nói không phải tin vô mà tin cái destiny. Tin cái destiny. Nhưng ông ấy có câu hỏi nào liên quan tới ông ấy? Tôi có giỡn một câu, ông hỏi chứ là ông coi tôi sự nghiệp tôi sao, thì tôi có đùa nhưng trong cái câu nói là anh không chết đâu em, rồi để dịch lại you never die, thế không, anh không chết đâu em. Ông nói chết gì, tôi cũng phải chết, rồi tôi là cái skin, rồi cái máu da tôi là vậy, tôi cũng phải chết thôi. Tôi nói nhưng mà cái gì you là làm những việc mà anh không chết đâu em. Thì dịch đó ông cười, ông cũng chả hỏi gì, rồi nói một chút về này nọ nọ kia. Thì tôi cũng thú thật thì tôi không có mê ổng mấy, là bởi vì ổng là một người khoa học, còn tôi là cái người mà văn chương tử vi thì hai bên không có dính dáng nhau đâu, thành ra cái không có, tôi đâu biết kỹ thuật. Cho tới ngày nay tôi viết sách tử vi mà tôi chỉ viết bằng tay, tôi không biết sử dụng vi tính, tôi không biết lên mạng là gì hết, tôi không biết Facebook là gì hết. Thì ông nói lạ, một người rất là lạ, một người sống trong cái thế kỷ này mà ông không biết Facebook là sao, ông không có đụng với cái vi tính gì, tôi đâu có bán được cái ông. Thì ông cứ cười lên, rồi cũng nói qua nói lại, rồi ông nói cái ông đó nói chuyện rất là interesting, tức là ông đó nói chuyện rất là thú vị. Thành ra ông gặp tôi, ông nói có ông đó thì tôi rất vui cười, và tôi rất ông vui. Cái ông bà Enki cứ nói rằng tôi là người có mạng bình yên, là khi đã xem cho ai là người đó yên lành. Tôi có mạng bình yên là khi tôi chơi với ai là người đó được yên ổn, là được may mắn. Giống như người ta gọi tôi hỏi tới ngày sinh tháng đẻ, mà tôi hỏi sơ sơ mà nói tôi thấy bình yên thì tôi đâu có ăn tiền gì đâu mà tôi phải coi cho họ, tôi không ấy. Nhưng mà người nào mà tôi đã chịu xem rồi là người đó rất là may mắn. Bằng chứng rồi nhiều lắm, cả nghìn người bonsai đây, những người mà tôi chơi, những người mà tôi ăn, những người tôi tới là chỗ đó thịnh vượng, không biết là sao. Nhưng mà Tổng thống Thiệu cũng nói rằng tôi là người mang mạng bình yên. Và các tỷ phú nói ông dở hay gì không biết, nhưng mà ông mang cho tôi sự bình yên. Nghĩa là có mà khi mà gặp ông một cách dễ dàng, tức là sự nghiệp tôi, ông rất là thông thái, rất là thông suốt. Còn cái lời ông nói thì có vui, có khích lệ tôi, nhưng mà tôi cái nghĩ là you bring the lucky for me, nghĩa là ông lại mang cái may mắn cho tôi, ông mang cái sự bình yên. Ngoài các vị tỷ phú thì về chính giới ở Hoa Kỳ, ông có dịp xem cho người vị nào, kể cả những người ở trong địa phương, tiểu bang hoặc liên bang, có dịp đó chưa thưa ông? Có nhiều lắm. Nói mình tôi lên Washington DC thì tôi gặp rất là nhiều, hầu như bữa cơm đều gặp các nghị sĩ, các dân biểu và các bộ trưởng, các thứ trưởng ở Mỹ rất là nhiều. Mà tôi nói thật là tôi không có để ý ai. Họ có tin tưởng vào tử vi để mà lắng nghe không? Không tin thì họ đâu có tìm tôi lần thứ hai, thứ ba đâu, thứ tư đâu. Tôi đi đâu tôi có bạn ấy, là ngay tôi về Thái thì tôi cũng chơi với lại các vị tướng Thái, tôi cũng vô cung điện tôi này nọ nọ kia. Tôi có cái mệnh mà chơi với lại cái người quyền quý giàu có, và tôi có mệnh chơi những cái tỷ phú đại gia và làm cho họ từ từ cái
cái bình thường, cái trung bình hay cái nghèo mà đi lên cái giàu. Ông có thể cho biết vài cái tên của các dân cử Thật Mỹ ra là tôi không trong có chính giới? muốn nói, tôi không có muốn nói ra ở đây, tôi không có muốn nói giống như là mình không có sống bằng người ta, nên tôi không có để ý bất cứ cái nem nào. Nhưng mà đi về tôi suy nghĩ, ủa ông đó là tôi gặp à, à bà đó tôi gặp à, ủa vậy mà cũng nhiều người quá. Mà có khi tại vì mình, thứ nhất là mình không lấy tiền ai nên mình không có cần thiết gì phải mà phải để ý họ đó. Với lại tôi cái lòng vô tư, rất là vô tư, thơ ngây lắm. Bởi vì tôi muốn như vậy để tôi viết sách, chứ nếu tôi để ý họ tôi đau đầu làm sao tôi viết sách. Tôi không hề để ý ai, tôi sống vô tư, tôi sống lẻ phè, tôi sống dễ. Bởi vì tôi mang tinh thần của Lão Tử mà. Sống khi mà mùa hè thì mặc ở trần, mặc xà lõn cởi trâu, mùa đông thì mặc áo ấm. Tại cái ông lão ông là con người sống hòa mình với thiên nhiên, không có cái gì vướng bận, không có cái gì mà vô trong người tôi được hết. Chỉ có cái thơ ngay với tôi để tôi viết một cách vô tư. Ông đã xem tử vi cho rất là nhiều các vị lãnh đạo ở miền Nam trước kia, trước 75, các tỷ phú ở Hoa Kỳ, các vị trong chính quyền Hoa Kỳ, cũng như là ông nói kể cả các vị tổng thống của Pháp một cách rất cụ thể. Mà được biết ông với công việc của ông dạo sau này cũng có những chuyến đi Việt Nam. Thế thì xin hỏi thẳng là ông có dịp xem qua tử vi cho các vị lãnh đạo của Việt Nam hiện nay hay không thưa ông?